Chào tất cả các bạn, các anh chị, cô chú. Nay em đi trên đường đi chợ đồ cũ rồi. Qua cái ruộng lúa thấy người ta chuẩn bị gặt, nhưng mà cái ruộng này nó mẹp quá, bổ sập hết xuống đất. Hôm nay gió to, bây giờ gió vẫn rất là to, nhìn cái cỏ đấy nó bay phấp phới. Máy nó không gặt được, thì cha con mẹ con nhà này nó phải lấy liềm vứt một góc đấy, để máy nó khoét. Xong tí sẽ máy mới gặt được. Em sẽ lại quay một lúc xem máy nó gặt cho tất cả anh chị cô chú xem. Máy gặt Nhật thì người ta làm năng suất máy móc công nghiệp hóa thì người ta sẽ làm nó năng suất khác sao so với Việt Nam. Một người thì chắc một ngày người ta sẽ gặt được mấy mẫu lúa. Cần hai người, một người gặt này, một người chở cái lúa về. Tất cả đều bằng ô tô thôi. Đây, ô tô để trên bờ để chờ lúa lên phun lên đấy xong về. Đây, chờ một tí em quay cho bác cùng xem. Có vẻ như đã bắt đầu rồi các bạn. Thì ông chủ ruộng lúa này, ông đã bắt đầu lái cái máy đi rồi. Xem mỗi cái ruộng lúa nó bổ sập như này thì nó sẽ gặt, máy nó sẽ cắt sao. Có dễ không? Ở Việt Nam hồi xưa nhà em đi làm ruộng với gia đình gặp cái ruộng lúa bổ mẹp như này là đúng khóc luôn. Ra cắt cả ngày giờ được mấy miếng. Xem đối với máy thì nó sẽ làm có ấy hơn không? Hơn nhiều không? Hơn chắc là hơn rồi, hơn nhiều không thôi. Máy nó sẽ cắt tận dưới gốc luôn, nó đập nát rơm luôn nha bác. Rơm sẽ xay nát ra sau, phụt ra sau luôn này các bạn ạ. Và lúa nó sẽ vào hết trong cái bồn nước máy ấy. Thì ruộng nó bị bổ lúa nó sập nên là máy chạy chậm hơn rất nhiều. Đến đâu là gọi đến đấy luôn. Còn lại cái rơm nát này thì nó cũng sẽ có nước vào nó cũng nhanh bị mục hơn, không phải máy đập nữa. Giờ mình là cắt cho nửa ấy, bây giờ thì các cái máy gặt bây giờ nó cũng cắt hết rồi, nhưng mà ngày xưa cứ đi gặt nửa tay ấy, để gánh cho nó nhẹ thì chở nó nhẹ, còn nửa gốc rạ thì vẫn phải máy đập một lượt nữa thì nó mới nhanh nhảy được. Rất là ngán, mấy ruộng quanh đây khu vực này là bị sập hết vì gió hôm nay to quá, mưa nữa, mưa to gió lớn, ảnh hưởng của cái đợt bão vừa rồi. Bên này cũng thế này, bên phía đối diện bên đường lúa bổ sập hết. Có mấy cái máy đang bên kia đang chờ gặt. Đây nông thôn Nhật Bản đây thôi, nó cũng như ở mình mà. Mấy ruộng kia thì đã gặt và cái lúa chét nó lên xanh ruộng kia rồi. Bây giờ thì mấy ruộng này thì mưa mới đến chín rồi cả. Em sẽ quay chờ ông đấy, ông đi qua đây xem, đi lại xem cho các bác xem trực diện. Đến cái đoạn góc này, ngay góc thì nó sập quá nên là ông bà phải dừng xuống để vứt tiếp góc này rồi mới cho máy hái. Trên bờ ruộng người ta thường trồng mấy cái đậu hoặc là mấy cái cây rau khác trên bờ ruộng này. Vùng này nổi tiếng là gạo và rượu ngon nhất, vì gạo ngon nên rượu cũng sẽ ngon, ngon nhất nước Nhật. Bên kia còn mấy cái máy đang gặt đâu kìa. Sẽ đi xuống đấy quay cho bác nhé. Ở trên này ruộng này thì hơi nó mẹp với ông bà ấy bắt đầu nên là phải cắt ra nhiều. Em xuống dưới kia em quay nhé. Cái đường ở dưới kia thì nó không có đường ra tiện nên là em không xuống được. Quay gần lại cho bác xem cái máy này. Mỗi nhà thì cần một cái máy này và một cái ô tô để trên bờ kia. Đấy, nhà nào cũng có một cái ô tô vậy, để mà khi mà gặt lúa trong cái máy này đầy thì người ta phun lên cái ô tô. Ô tô vào xong đấy thì trở về thôi. Chồng gặt còn vợ thì chở lúa về xong rồi đưa đến chỗ nhà máy sấy xong rồi lại quay lại để chở gạo chở lúa tiếp. Đó, gặt sạch luôn, máy đập xong ít bữa là rơm nó khô rồi, còn đơn giản vậy không. Trên bờ thì ô tô chạy như kiểu mình xe đạp chạy thôi, còn dưới này thì vẫn lâm nông lâm ruộng bình thường, kể cả lâm ruộng người ta làm nông dân thì vẫn là làm ô tô hết, máy móc hết, cấy máy gặt máy. Đấy,
một tí. Một tí nữa các bác thấy cái máy có cái vòi này. Thì cái vòi này nó sẽ dương ra và nó phun lúa vào trong cái thùng xe tải ba lăng địa kia. Đấy. Thế là xong công đoạn gặt thôi. Mấy ruộng bên này thì đã gặt lúa chét lên gần để con thời con gái này. Thôi em xin là chấm dứt video để em đi về. Hôm nay em nghỉ buổi chiều, em không đi làm. Em đi đến bệnh viện khám chút, rồi nhân tiện để qua đồ cũ em sẽ quay cho các bác xem. Hẹn gặp lại các bác trong video sau.